Hello, xin chào anh chị và các bạn. Không biết là có nghe thấy không ạ? Chúng ta làm trực tiếp trong nhóm như thế này thì có ok không ạ? Hôm nay thắng thử nghiệm trên nhóm của chúng ta luôn và trực tiếp trong nhóm kín thôi, trong cái nhóm kín nội bộ của chúng ta thôi, nên chúng ta sẽ bình luận bất kỳ cái gì anh chị và các bạn muốn bình luận. Để Thắng thử nghiệm và sau này thì Thắng có thể làm trực tiếp những cái buổi như thế này trong cái nhóm chia sẻ sách nói về vàng, bình luận về sách cũng như là đưa ra những cái lời khuyên mang tính chất nội bộ cho chúng ta để chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường vàng miếng cũng như là những thông tin liên quan tới vàng. Nếu như anh chị và các bạn nghe thấy âm thanh, hình ảnh, mọi thứ nó đều hoàn hảo thì anh chị và các bạn có thể để lại bình luận để Thắng biết được. Và để khi biết rồi thì sau này chúng ta sẽ làm nó ngon hơn. Vâng, những bạn nào chưa có dịp mời Thắng cà phê mà vẫn được phê duyệt vào trong nhóm thì sẽ mời Thắng cà phê bằng việc chuyển khoản vào cái số tài khoản trên màn hình anh chị và các bạn đang thấy đó, 31012000046489 ngân hàng BIDV thành phố Hồ Chí Minh, và nêu là trong phần nội dung ghi là mời Thắng cà phê, vậy thôi, đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta làm nội bộ như thế này thì chỉ là nội bộ trong nhóm của chúng ta là tham gia thôi, không phải trên YouTube. Nên là chúng ta có thể nói rất là nhiều thứ, anh chị và các bạn muốn nói về cái gì, muốn nghe về cái gì cũng có thể có cả. Và Thắng sẽ coi cho anh chị và các bạn xem một số các cái bản gọi là bản về vàng. Chờ Thắng một chút xíu, Thắng sẽ mở cho anh chị và các bạn xem một số các cái nội dung về cái cuốn sách mà chúng ta có. Anh chị và các bạn chờ Thắng một tí trên màn hình. Trong nhóm của chúng ta, anh chị có thể đặt ra những câu hỏi để Thắng giải đáp thắc mắc riêng cho anh chị và các bạn luôn. Bởi vì chúng ta là nội bộ nên là nó cũng không có gì là khó khăn cả, dễ thôi ạ. Đúng không anh chị và bạn? Chờ Thắng chút xíu ha, chúng ta sẽ mở ra về cái nội dung của tài liệu. Có những cái tài liệu nào có về về vàng thì Thắng sẽ nói chuyện với anh chị và các bạn. Good đúng không? Perfect. Ok, hoàn hảo. Nhiều người đang mong rằng là giá vàng nó giảm hôm nay là một trong những cái phiên rất là quan trọng anh chị bạn ha. Ok, phía sau lưng anh chị và các bạn đã có những gì chúng ta muốn. Hôm nay chúng ta thử luôn. Chương 1, vàng và Fed. Hello. Chương 1, vàng và Fed. Anh chị và bạn nhìn thấy không ạ? Vẫn chưa thấy hiển thị ra đúng không? Rồi, chúng ta sẽ để cái chế độ gọi là chế độ lớn một xíu. Ok, thấy rồi. Chúng ta đọc nhé, chúng ta cùng nhau đọc và đọc sách thử xem một có cái gì đấy cần bình luận thì chúng ta sẽ bình luận và chúng ta thử nghiệm xem chúng ta có cuốn sách này. Cuốn sách này thì do một bạn hữu của Thắng tặng cho Thắng, bởi vì bản này là bản người ta đã dịch sẵn rồi. Và chúng ta đọc được thôi chứ chúng ta không lưu hành được, bởi vì cái này nó vi phạm về bản quyền lưu hành nên là chúng ta không thể lưu hành được. Chương 1 của câu chuyện vàng, chúng ta sẽ cùng nhau tranh luận về câu chuyện giữa vàng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Thất nghiệp, cuộc đời người công nhân trở nên bấp bênh tuyệt vọng, tài khoản tiết kiệm thì bất ngờ bị thua lỗ. Còn vận may bất ngờ lại rơi vào các nhà đầu cơ, những kẻ trục lợi. Tất cả các quá trình này diễn ra với quy mô lớn xuất phát từ sự mất ổn định của hệ thống giá trị. Anh chị và các bạn có thấy rằng là chúng ta đang ở trong cái tình trạng hiện nay không ạ? Trong cái tình trạng đó chính là thất nghiệp thì khá là nhiều
Vận may thì không rơi vào chúng ta mà lại rơi vào tay những cái nhà đầu cơ dám tham gia vào những thị trường có tính đầu cơ cao và những người kẻ đang có cái câu chuyện đó là trục lợi, đang có cái câu chuyện đó là tạo ra những cái sản phẩm gọi là lừa đảo để có thể kiếm lời trong cái giai đoạn bất ổn bấp bênh hiện nay. Và chúng ta cảm thấy có phần hơi tuyệt vọng, những thứ chúng ta đang để dành thì càng ngày càng mất giá, tiền tiết kiệm thì có vẻ là đang giảm dần và những thứ đó nó đang diễn ra. Và thưa anh chị và các bạn, nó đã không phải đang diễn ra hiện nay mà cái câu chuyện đó nó đã lặp đi lặp lại nhiều chu kỳ kinh tế khác nhau trong lịch sử kinh tế của chúng ta hàng vài trăm năm qua, cũng như trong một cái lịch sử gần 90 năm vừa qua thì chúng ta đã phải đối mặt với nhiều lần như vậy. Không chỉ những nước kém phát triển, nghèo đang phát triển mà những nước gọi là phát triển cũng đã từng chứng kiến một cái cảnh như vậy. Và trong cuốn sách này thì nó có viết như sau: Fed có bao giờ khánh kiệt hay không? Từ Fed là từ viết tắt của hệ thống dự trữ liên bang Mỹ. Đấy anh chị và các bạn, bao gồm 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực được sở hữu bởi các ngân hàng tư nhân trong khu vực. Trước khi khánh kiệt, chúng ta mất khả năng thanh toán, nghĩa là số nợ vượt quá tài sản khiến giá trị dòng bị âm. Tạm thời bỏ qua các định nghĩa sang một bên, chúng ta trở lại với câu hỏi Fed có bao giờ bị khánh kiệt hay không? Tôi đã có dịp thảo luận câu hỏi này với một thành viên hội đồng thống đốc của Fed, các chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang khu vực, những nhân viên cao cấp của Fed và cả những ứng viên chủ tịch. Câu trả lời mà tôi nhận được là không, có hoặc có thể. Và đó không phải là vấn đề. Mỗi câu trả lời tiết lộ những vấn đề riêng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Xem xét các câu trả lời và đoán xem người trả lời thực sự muốn tiết lộ điều gì. Nhìn bề ngoài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không bao giờ mất khả năng thanh toán. Nhìn vào bảng cân đối tài sản của Fed tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, ước tính tổng tài sản là 4.490 tỷ đô, tổng nợ ước khoảng 4.450 tỷ đô và tổng vốn tài sản trừ đi nợ còn khoảng 40 tỷ đô. Phải thừa nhận rằng Fed có mức độ đòn bẩy cực lớn, khoảng 114 lần trên một. Tất nhiên, mức độ đòn bẩy phóng đại ảnh hưởng lãi hoặc lỗ. Thắng xin dừng ở đây để nói với anh chị và các bạn một điều như thế này. Đây là thời điểm mà cuốn sách này viết. Còn đến ngày hôm nay thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã làm gì anh chị và các bạn? Đã thay đổi cái bảng cân đối kế toán này và số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed in ra và bơm thêm vào nền kinh tế trong cái khoảng gọi là 6 tháng đầu năm 2020 đã vượt gần như là gấp đôi cái số hiện nay mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Và phải thừa nhận rằng Fed thực sự là một trong những cái cục dự trữ mà đang sử dụng cái tỷ lệ đòn bẩy mà không có bất kỳ một nhà đầu cơ nào trên thị trường Việt Nam dám dùng tới, 114 lần trên một. Tỷ lệ đòn bẩy này, tôi là người đã từng sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao nhất thị trường Việt Nam, đó là 85-15. 85-15 tức là tỷ lệ đòn bẩy 16 đã là cao lắm rồi. Đây, tỷ lệ đòn bẩy của cái ông cục dự trữ này là 1-114, quá cao. Thưa anh chị và các bạn, tỷ lệ đòn bẩy cao có nghĩa rằng là khi mà anh chị và các bạn xài 15-85 ấy, như tôi đã từng xài á, thì thị trường nó chỉ cần giảm một chút ép thôi, tức là khoảng 10 đến 15% thôi, thì cái số tiền vốn của anh chị 15 á, tức là gọi là cái phần vốn là chúng ta có 150 triệu thì công ty chứng khoán cho vay 850 triệu. Chúng ta chỉ cần lỗ 15% thôi thì thưa với anh chị và các bạn là chúng ta đã không còn một xu nào rồi. Vậy mà tỷ lệ đòn bẩy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là 114 trên 1. Và mức độ đòn bẩy này thì chỉ cần khoản lỗ 1% trong tài sản của Fed thì nó hoàn toàn xóa sạch vốn của ngân hàng này. Trong điều kiện thị trường chứng khoán và trái phiếu bình thường, mức sụt giảm 1% là chuyện hoàn toàn bình thường. Bảng cân đối tài sản của Fed có đòn bẩy quá mức luôn gặp phải nguy cơ mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật. Câu chuyện này là mất thường xuyên. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mất thường xuyên anh chị và các bạn. Điều này đưa đến cho chúng ta khái niệm ghi nhận theo giá thị trường. Giống như tên gọi của nó, việc ghi nhận theo giá thị trường có nghĩa rằng luôn định giá lại tài sản theo giá thị trường hiện tại bằng cách sử dụng các thông tin sẵn có tốt nhất,
các quỹ phòng hộ, nhà môi giới và các dealer cung cấp các thông tin này mỗi ngày. Mặc dù kết quả kinh doanh được công bố định kỳ, các ngân hàng cũng sử dụng nguyên tắc ghi nhận theo giá thị trường đối với bảng cân đối tài sản của họ. Nhưng một số tài sản thực hiện ghi nhận theo giá thị trường, còn một số tài sản thì không. Họ chỉ có ghi nhận những thứ gì họ muốn ghi thôi, còn cái gì họ không muốn ghi thì họ sẽ không ghi. Điều này phụ thuộc vào tài liệu tài sản đó được nắm giữ nhằm mục đích giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn. Fed không sử dụng nguyên tắc kế toán ghi nhận theo giá thị trường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Fed làm điều này? Fed có thể mất khả năng thanh toán không? Trả lời câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải nhìn sâu hơn vào các chi tiết trong bảng cân đối tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chủ đề xoay quanh của cái thử nghiệm mà trực tiếp trên cái nhóm của chúng ta chia sẻ về vàng thì chúng ta sẽ làm xoay quanh một vài cái ý nghĩa liên quan đến cái mà thứ anh chị và các bạn có vẻ là chưa nắm, chưa biết và không nắm hoặc là không biết. Đó chính là liên quan tới cái việc gần là cái bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương của Mỹ, đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ câu chuyện này trong ít phút tới. Các công cụ ngắn hạn chẳng hạn như tiến phiếu kho bạc kỳ hạn 90 ngày có biến động giá mạnh, nhưng chúng vẫn chưa đủ mạnh để gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của Fed. Thậm chí khi ghi nhận theo nguyên tắc giá trị thị trường, những điều này không còn đúng với loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 30 năm. Cả hai công cụ tài chính này biến động cực kỳ mạnh. Thực tế biến động về mặt kỹ thuật nó được gọi là khoảng thời gian tăng lên khi lãi suất giảm dần. Hiển nhiên lãi suất hiện nay đã gần mức thấp nhất mọi thời đại trong 6 năm qua, khiến cho các công cụ tài chính trở nên đặc biệt biến động, biểu thị có các dao động giá lớn trong giá trị thị trường. Bảng cân đối tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gom toàn bộ các loại chứng khoán chính phủ Mỹ bao gồm tín phiếu, trái phiếu vào một khoản chung và hiện nay đang có giá trị khoảng 2.300 tỷ đô. Thưa anh chị và các bạn, nếu cộng thêm cái phần mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã mua thêm trong 8 tháng đầu năm 2020 thì cái giá trị này nó đã vọt lên cái con số đâu đó gần 6.000 tỷ đô la Mỹ. Fed sau đó phân chia việc nắm giữ khoản mục này cho các ngân hàng dự trữ liên bang địa phương, trọng số là 2.300 tỷ đô la của toàn hệ thống, 1.480 tỷ đô la nằm trong sổ sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Điều này bởi Fed tại New York là người thực hiện các nghiệp vụ thị trường mới cho toàn bộ hệ thống và là người mua chính các khoản nợ chính phủ trong vòng nới lỏng định lượng, được biết tới với cái tên QE1, QE2, QE3. Cái gói nới lỏng định lượng QE1, QE2, QE3 là những cái gói bơm tiền có giới hạn của khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2007-2008. Và cuốn sách này chưa viết tới những cái khoản bơm tiền không giới hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giai đoạn đầu năm 2020. Số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã in bơm thêm vào nền kinh tế trong nửa đầu năm 2020 là siêu to khổng lồ. Nó bằng với tốc độ in tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong vòng 10 năm qua. Bằng là chúng tôi đang nói một con số khiêm tốn, còn không muốn nói rằng là nó gấp đôi hoặc gấp ba số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bơm qua các gói định lượng trong vòng 10 năm qua. Từ năm 2010 đến nay anh chị và các bạn, Fed tại New York cung cấp thông tin chi tiết các loại trái phiếu chính phủ theo hệ thống tài khoản, đó là SOMA, hệ thống tài khoản thị trường mở, bằng cách sử dụng thông tin chi tiết của SOMA và giá trị giao dịch trên thị trường. Hoàn toàn có thể đánh giá khoản mục này theo giá trị thị trường. Dữ liệu của Fed tại New York cho thấy Fed đã mua khối lượng các loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm trong vòng QE1, QE2, QE3. Đối với QE2 thì phần lớn hoạt động mua vào diễn ra vào tháng 11 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011. Đối với QE3, giai đoạn mua vào chủ yếu là từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 10 năm 2014. Chỉ sử dụng riêng dữ liệu này thôi thì Fed về mặt kỹ thuật đã mất khả năng thanh toán rồi. Trên cơ sở ghi nhận theo giá thị trường tại một thời điểm từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2013, thì trong giai đoạn này,
trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm có lợi suất khi đáo hạn là khoảng 3%, trong khi hầu hết trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Fed lại được mua vào khoảng 1,5% đến 2,5%. Việc lợi suất tăng vọt từ 1,5% đến 3% đủ tạo ra một khoản lỗ lớn theo giá thị trường trong danh mục của Fed và hoàn toàn xóa sạch tấm nệm 60 tỷ đô la, tức là vốn chủ sở hữu của Fed. Chúng ta đang nhìn thấy, đang nghe thấy những câu chuyện của 10 năm trước, câu chuyện của 2010, 2013, 2014, câu chuyện của năm 2020. Xin mời quý anh chị và các bạn liên hệ và để thấy được rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực sự đang làm những câu chuyện mà theo ý nghĩa tài chính, đó là những câu chuyện điên khùng chưa bao giờ từng xảy ra, chưa bao giờ có tiền lệ và chưa bao giờ như bây giờ. Điều gì đang diễn ra với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed anh chị? Thưa với anh chị và các bạn, điều điên khùng này đang diễn ra là bởi vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang phải đối mặt với một tình trạng, đó là chính phủ Mỹ yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và cái tinh thần độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong vòng 100 năm qua đã không còn độc lập nữa. Lý do đơn giản là chính phủ Mỹ nói rằng COVID-19 và rất nhiều những lý do liên quan có thể khiến cho chính phủ hoàn toàn có thể kích hoạt lệnh thời chiến. Và nếu như kích hoạt lệnh thời chiến thì đồng nghĩa với câu chuyện mọi tổ chức kinh tế, kể cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, phải thực hiện các chính sách theo lệnh thời chiến. Đó là cảnh báo của Tổng thống Mỹ. Gần đây chúng ta còn nghe thấy những cảnh báo điên khùng nhất trong lịch sử nhân loại cũng như là trong lịch sử hình thành phát triển nước Mỹ. Đó là nếu như đảng đối lập của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà trúng cử thì rất có thể Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ không bàn giao quyền lực. Đây là điều chưa bao giờ được nghe thấy, chưa bao giờ được nói thấy và chưa bao giờ thành hiện thực. Nhưng với cá tính của Tổng thống Mỹ đương nhiệm hiện nay, không có gì là không thể. Bức tường xây với người láng giềng cao to đẹp trai và tốn không biết bao nhiêu tiền cũng đã được xây. Cái nạn phân biệt chủng tộc đã được khuấy động trở lại. Rất nhiều những vấn đề người Mỹ đang làm, có thể nó tốt cho đất nước Mỹ, nhưng nó là phi tiền lệ, chưa có tiền lệ, chưa bao giờ ai làm như vậy. Và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng không ngoại trừ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là một tổ chức, một ngân hàng độc lập và chủ sở hữu là tư nhân. Xưa đến nay chưa bao giờ chịu tác động của chính phủ, nhưng ngày hôm nay nó đang chịu tác động của chính phủ. Và chúng ta thử nghiệm chương trình đọc sách, trao đổi và chia sẻ bình luận của Thắng trên kênh của chúng ta trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã cùng với Thắng, đã luôn đồng hành với Thắng. Và nếu như anh chị và các bạn nào được phê duyệt vào trong nhóm nhưng mà chưa một lần nào mời Thắng cà phê, thực sự cái sự yêu quý chưa đủ lớn, thì xin mời anh chị và các bạn yêu quý hơn một chút để mời Thắng cà phê, cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng đọc sách, chia sẻ và cùng với anh chị và các bạn sẽ đồng hành trong suốt thời gian tiếp theo. Phần cuối của video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện giá vàng và một vài cái bình luận của Thắng trực tiếp về giá vàng hiện nay đang diễn ra. Đó là thứ mà anh chị và các bạn đang rất là quan tâm. Trong ít ngày gần đây, Thắng đã dùng Ichimoku để trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn. Và hôm nay thì cũng không phải là ngoại lệ, Thắng sẽ tiếp tục sử dụng Ichimoku để nói với anh chị và các bạn về những vấn đề Thắng đã nói trước đó. Thứ nhất, chúng ta đã từng nghe Thắng nói rằng ngày hôm nay đầu tuần 14 tháng 9, đường 26 sẽ quay xuống đón giá. Tức là đường 26 là đường màu tím đó, sẽ gập xuống. Đường 9 cũng sẽ gập xuống để đón giá. Và cái việc gập xuống như thế này thì kéo dài bao lâu? Đường 9 sẽ kéo dài 2 phiên và đường 26 cũng sẽ kéo dài 2 phiên. Sau đó thì sẽ bắt đầu chụm lại với nhau. Thì thưa với anh chị và các bạn, chúng ta đã từng nghe thấy, đã từng chứng kiến những thời điểm đường 9 cắt ngược trở lên đường 26 vào ngày 19 tháng mấy đây anh chị các bạn? 19 tháng mấy đấy ạ?
Đây, tất cả những vị trí đó đều là những vị trí đáng quan tâm anh chị bạn. Đường 9 cắt lên đường 26 thưa anh chị và các bạn. Đường 9 cắt lên đường 26, tất cả là những thời điểm theo thắng theo Ichimoku thì nó là điểm phù hợp, nó là điểm tích cực và nó là điểm để giải ngân. Và chúng ta sẽ có cái đường 9 cắt lên trên đường 26 vào 2-3 ngày tới, tức là khoảng vào ngày thứ tư tuần này. Anh chị và các bạn tin hay không thì tùy, nhưng đây là Ichimoku, và Ichimoku là những chỉ báo đáng tin cậy để anh chị và các bạn có thể tin cậy trong suốt từ tháng 11, tháng 12 năm 2018 đến nay. Đây là 4 lần, 5 lần mà đường 9 là cái đường này nè. Đây, chúng tôi vẽ lại cái đường 9 để anh chị và các bạn nhớ hơn về cái đường 9. Nó là cái đường 9, nó là cái đường này nè các anh chị ơi. Đây là Tenkan, anh chị nào mà biết là Tenkan 9 ngày, tức là trung bình đỉnh đáy 9 phiên. Còn đây là đường 26, trước đây Thắng đã nói với anh chị rồi. Cái này là Kijun. Kijun 26 nói thẳng ra nó là trung bình đỉnh đáy của giá trong 26 phiên. Thế thôi. Bùm đây. Chúng ta trực tiếp trên kênh này là trực tiếp trên kênh nội bộ và chúng ta phục vụ nhau thôi. Anh chị bạn thấy hai cái đường này nó đang di chuyển không ạ? Nhiều người cho rằng cái này nó sẽ gập sâu. Tôi trả lời với anh chị và các bạn là không có gập sâu đâu. Bởi vì chuẩn bị nó tiến lại gần cái đáy của gần của cái ngày ngày 12 tháng 8 rồi anh chị bạn. Ngày 12 tháng 8 đáy của nó là 1864. Đây. Đáy của nó là 1864 thời điểm đó. Đây quý vị anh chị bạn, 1864 USD. Và thời điểm đó là giá vàng trong nước. Cái này là nhắc lại anh chị bạn thôi, từ 62 mà về 51.3. Anh chị và các bạn nhớ mà, 51.3 là giá mua vào luôn nhá. Giá này là giá của tiệm vàng bán ra nhá. Đó, đó là thời điểm mà giá vàng trong nước 51.3 rớt một phát một gần 11 triệu. Đúng không chị bạn? Anh chị bạn nhớ cái chỗ này không ạ? À? Và chúng ta sắp bắt đầu đáy trung bình đỉnh đáy 26 phiên, nó bắt đầu đáy là đây rồi, đỉnh sẽ là đây và nó sẽ đi ngang đường màu đen này, nó sẽ đi ngang trong khoảng 2 phiên sắp tới. Tức là nó như thế này nè, Thắng vẽ luôn cho những người nào cần muốn thì nó sẽ như này, đến đây nó sẽ đi ngang thế này này. Đừng có đùa với cái đường này nha, đừng có đùa với cái đường màu đen đen này nha. Đường này là đường khá hay nha, nó đi ngang và cái đường màu xanh 9 phiên thì anh chị đếm thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bắt đầu nó sẽ đi ngang nốt. Hai thằng này nó cùng nhau đi ngang. Nó đi ngang bao lâu và nó cắt nhau như thế nào thì chúng ta sẽ chờ trong ít ngày tới. Và theo cảm nhận của Thắng thì đó là thời điểm chúng ta mở mục sắc mục. Chỉ cần chờ hai thằng này nó cắt nhau thôi. Còn nếu nó cắt xuống mà thì ta không chơi, cắt lên thì ta múc. Và Thắng đang nghĩ rằng nó sẽ cắt lên. Mà nó cắt lên thì nó giống đây, giống cái vị trí này 19 tháng mấy đó. Đó. Ok. Trong chúng ta trong cái gọi là room kín này thì chúng ta nói chuyện rất là dễ, nói gì cũng được. Ok anh chị các bạn ha. Chào Nhật Bản. Wow, chứng khoán sập nhiều hơn thì gì ạ? Khủng khiếp hơn, vỡ nợ toàn cầu thì vàng có sập không? Nhất có thể là nó cũng sập. Rồi, chào 32 anh chị và các bạn. Chúng ta kết thúc video trong khoảng 25 phút thôi. Dài quá thì mọi người cũng sẽ khó nghe. Bye bye anh chị và bạn nhá.